Thì Thi Dung thì ban đầu thì cũng là cũng tìm một cái công cụ để quản lý cho mình, bởi vì là tính mình thì cũng hay hay mày mò công nghệ. Mặc dù là cũng năm nay cũng sắp xỉ 40 rồi nhưng mà cũng rất hay mày mò những cái món công nghệ, vì mình rất sợ tụt hậu so với các bạn trẻ. Nhà lại thêm hai cậu con trai nữa nên ra là mình cũng luôn luôn cố gắng để mình không bị già đi bởi những cái thứ đó. Đấy là đấy, đấy. Thế thì hôm trước thì vô tình ra thì ngồi trước khi Maro về, cũng vô tình thôi, cũng không không có ý vô tình, thì trước khi Maro về thì Maro thấy cái quyển vở của Maro rất là to. Thế cộng với thêm xong là nói chuyện thì Maro cũng rồi ôi, ngày nào về cũng lật lật vở ấy. Mà bà Anna bà lật ngày nào cũng phải lật vở đấy, xong mọi người cũng nói là phải lật vở. Thế xong rồi cũng cũng thấy thế đấy, xong bà chị bây giờ chị dùng cái này. Thế khi chia sẻ xong thì thấy Maro thích, thế thì mình mới nghĩ rằng là có thể mọi người anh chị em cũng thích, thì mình cũng cũng chia sẻ với Anna để có thể là Anna sẽ nhàn hơn. Rõ ràng bây giờ nếu nói về số lượng người thì chắc chắn là Anna sẽ nhiều hơn tất cả chúng ta trong 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 group của chúng ta. Thế thì vì cái thời gian hôm nay ấy, thì là chúng ta còn những cái nội dung khác nữa, nên là cũng xin phép được chia sẻ một cái phần thông tin mà mình nghĩ rằng là nó rất phù hợp, bởi vì là trên trên những cái dùng sử dụng của Dung ấy thì là cá nhân như Dung thì Dung thấy rằng là nó thực sự là cảm mình còn nói với Anna là mình cảm giác như là cái app này nó viết cho cái ngành MLM chứ không phải nó viết thực sự cho là chăm sóc gọi là cá nhân ấy, những khách hàng cá nhân, nên là mình thấy nó phù hợp. Thế còn đương nhiên đấy là quan điểm cá nhân, thì hôm nay cứ xin phép là đầu tiên là cảm ơn Anna đã tạo ra cái buổi chia sẻ này, và cũng 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 mong rằng là cái phần chia sẻ của Thi Dung hôm nay sẽ hữu ích với một số anh em nào đó. Thì xin phép là bây giờ là mình sẽ chia sẻ cái màn hình để chia sẻ cái thông tin mà mình đã. Vâng. À, hôm nay thì cái thời lượng của Thi Dung là có 30 phút đúng nhờ Anna nhỉ? Chỉ có 30 phút đúng rồi chị ạ. Ok. À, cái phần mềm này thì điều đầu tiên mình phải xuất phát điểm là tại sao là chúng ta cần một cái thứ nó mới mẻ. Thì bởi vì chúng ta đang kinh doanh, chúng ta vẫn nói với nhau hàng ngày đó là chúng ta đang kinh doanh siêu thông minh. Đấy là những cái thứ là chúng ta thường xuyên chúng ta nói với nhau như vậy. Thế thì rõ ràng chúng ta đang kinh doanh siêu thông minh thì nên chúng ta cũng phải cần những công cụ và hệ thống trợ lực thông minh. Ở đây thì rất là mong anh em chú ý đến cái hệ thống trợ lực ạ. Thì nó có thể là một trong rất nhiều công cụ mà anh em đang dùng. Nhưng mà nếu như mà mình rõ ràng là mình hình dung này, ban đầu thì là có thể chúng ta 10 người, rồi sau đó thì chúng ta nhiều người hơn. Ví dụ như ngay như group mới đầu Anna, nhưng đến bây giờ group của chúng ta giờ lên cũng 600. Tất nhiên là một mình Anna thì không phải là tất cả cái số lượng người đó, ai thì rồi chúng ta cũng hiểu điều đó. Nhưng rõ ràng là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta kinh doanh siêu thông minh, mà chúng ta đã nói là siêu thông minh mà lại còn 4.0 nữa, thì rõ ràng những cái thứ nó đi cùng với 4.0 thì không thể nào lại đi kèm với nó lại là một thứ 0.4 được. Thế thì đấy là cái điều đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai nữa là vậy thì cái danh sách người quen ấy mình phải hiểu 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 cho đến tận cùng cái danh sách người quen hiện nay của chúng ta là gì. Danh sách người quen là chúng ta điều đầu tiên công việc của chúng ta và những công việc hàng ngày của mình là gì, là hoàn thành danh sách người quen 200 người, rồi sửa mối quan hệ, có nghĩa là chúng ta phải tương tác Zalo, Facebook, điện thoại với 200 người trên bằng cái cách là trò chuyện, nhắn tin rồi comment đúng không ạ, rồi chúng ta thiết lập các cuộc hẹn với họ, rồi mỗi ngày thì lại bổ sung liên tục vào 5 người vào danh sách người quen. Vậy thì mình hãy hình dung này, có thể là có một cái người mình đang một ngày mình chăm sóc 10 người, thế thì nếu như mình không có cái công cụ mình ghi lại ấy, thì có thể đến 5 ngày sau mình quên mất là không biết là 5 ngày trước mình đang nói chuyện với ai, hoặc là thậm chí là sang tháng sau, mà nhất là như anh Cường anh chia sẻ có những mối quan hệ anh theo đuổi là đến 5 năm, mấy năm nhỉ, chị Nguyệt là mấy năm nhỉ, Anna nhỉ, em chị cũng không Nguyệt rõ nhưng mà nói chung là nhiều năm, phải 4-5 năm. đó, thì mọi người hình dung là có những mối quan hệ ấy, mình sưởi ấm mà mình có thể thuyết phục được ngay, nhưng có những mối quan hệ chúng ta còn phải chơi với họ nữa, thì chúng ta cũng cần một cái công cụ để giúp tăng ghi lại cái nhật ký là chúng ta đã nói câu chuyện gì trước với họ để tránh cái việc lặp lại, hoặc là có những đôi khi là có những thứ mà chúng ta cần phải follow họ chẳng hạn đó, thì đấy là những công việc và đây là cái danh sách người quen hiện nay của chúng ta đây đúng không ạ. Mọi người chắc là thấy cái này quen, đây là cái mẫu danh sách và những thông tin chúng ta cần nốt, tức là họ tên, điện thoại, địa chỉ, nhu cầu của họ là gì, rồi chúng ta những cái lần tiếp xúc lần 1, lần 2, lần 3. Thế nhưng mà quả thật là chúng ta mỗi lần tiếp xúc với 100 khách hàng, nhất là với những cái mối quan hệ mà phải follow như 4 năm như chị Minh Nguyệt, như của anh Cường, là cái tờ này thì nó không thỏa mãn. Đó, lần 1, lần 2, lần 3, vậy thì những cái lần 4, lần 5 thì chúng ta sẽ đánh dấu bằng cái gì? Đúng không ạ? Thì đấy là cái hạn chế, mình nhận thấy là đây là cái hạn chế của cái này. Là cái thứ nhất. Thế thì ở đây là rất có thể những cái tình huống là sẽ có một ngày, và một ngày nào đó tự dưng nói đến câu này lại nhớ đến câu sẽ có một ngày nào đó, bài hát của Đan Trường.
sẽ có một ngày tình huống thứ nhất là mình sẽ để danh sách người quen ở đâu đó. Mọi người có nghĩ đến tình huống đấy không ạ? Danh sách người quen của mình ở đâu rồi nhỉ? Quên mất ở đâu rồi không nhớ, và cái tình huống mất là rất là có thể. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta không có tình huống đó. Nếu chúng ta là người cẩn thận, không phải có tình huống là đôi khi là một ai đó cầm túi của mình xong là người ta cũng vô tình là mất của mình, thì những cái tình huống trong cuộc sống là rất có thể. Đấy là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai đó là theo năm tháng danh sách người quen càng mở rộng lên. Có đúng thế không ạ? Theo năm tháng danh sách người quen nó sẽ càng mở rộng lên, và qua nhiều lần tương tác, năm tháng theo đuổi để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng, thì mọi tiến trình và quá trình thì lại cần phải được ghi rất cẩn thận. Thì các mọi người có nhìn thấy là cái phễu mà chúng ta lọc đưa vào đây đúng không ạ? Từ lead là khách hàng tiềm năng để chuyển đổi họ thành khách hàng của mình, là đối tác của mình, thì chúng ta dùng nhất như công cụ nào lại là nhắn tin này, rồi là tương tác, comment, like, share, rồi thả tim, rồi các thứ điện thoại. Thì đấy là cả một quá trình tiến trình thì nó cần được ghi lại. Và tình huống thứ ba đó là chúng ta vẫn thường nói với nhau là thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Vậy thì thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu, thì khi đấy thì mọi người thì sao ạ? Mọi người khi đấy chả lẽ rằng vẫn tiếp tục cầm cái quyển sổ đấy để mọi người ra thị trường quốc tế ư? Đúng không ạ? Tình huống thứ ba là như thế, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Vậy thì giả sử như Anna chẳng hạn, đến khi đấy Anna vẫn cầm quyển sổ như vậy để Anna đi thị trường quốc tế à? Hay anh Cường vẫn cầm quyển sổ để đi thị trường quốc tế, hay là có thể dùng trí nhớ của mình để được? Thì cái này thì đấy là có ba cái tình huống mình đặt. Có thể là mỗi người sẽ có những tình huống, nhưng mà trước mắt thì vì cái hàng nó cũng rất là gấp, thế nên ra là mình cũng tạm thời mình nghĩ ra ba tình huống đấy. Còn anh chị em có thể tự nghĩ ra cho mình thêm tình huống để thấy rằng là đôi lúc đến lúc nào đó mình cần thay đổi. Vẫn là trên cái điện thoại và cái danh sách người quen, lead và khách hàng customer được tối ưu và sử dụng thì trời ơi dễ như là hơn ăn ốc. Thực sự là như thế. Không biết là anh chị em ở đây có ai thích ăn ốc không, nhưng mà mình có dùng cái hình ảnh là ăn ốc để mà anh chị em có thể hình dung là nó dễ như thế. Đó, nó dễ như thế. Thực sự là vẫn chỉ là trên cái điện thoại mà chúng ta đang dùng thôi, thì nó cái phần app này nó sẽ dễ như là mọi người khêu ốc mọi người ăn thôi. Đó. Thì đương nhiên cái mức độ phù hợp thì có người chỉ thích thôi, nhưng có những người thì sẽ thực sự là cảm thấy là cuồng vì nó chẳng hạn. Thì quan điểm là cuối cùng là chúng ta dùng vì mục đích gì, bởi cuối cùng công cụ vẫn chỉ là công cụ thôi. Khi mà cái cách dùng của nó và mục đích dùng của nó thì lại mỗi người là có một mục đích khác nhau và dùng cách dùng khác nhau. Thế nên là cũng có thể có người thích, có người không thích, cũng có người sẽ cuồng với nó. Thế nên là cái này là tùy thôi ạ. Cũng giống như ốc thì có người thích ăn và có người không thích ăn. Thế nên là cái phần chia sẻ này, cái app này thì nó sẽ tùy thuộc ạ. Và mình sẽ giới thiệu một em là mình có ghi ở trên này là tính cách đơn giản, gọn gàng, mạch lạc, văn minh, đúng giờ, mẫn cán, trung thủy, dễ nuôi, ít đòi hỏi, tức là rẻ, thậm chí là có bản free nữa cơ nếu mà mọi người không thích trả tiền. Thì cái này thì là nó rất là đơn giản, mình chỉ một cú nhấp chạm trên điện thoại thôi thì là mọi người có thể dùng được nó. Đây chính là cái app của nó. Nếu mọi người nhìn thấy thì nó rất là đơn giản đây ạ. Nó chỉ có mấy cái tính năng là list, customer, nhãn, label và cái thần tag và my business. Tất cả nó chỉ có thế này, không có hơn. Nó đơn giản hệt như là những cái gì mà mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Thế thì có nghĩa là nếu mà mọi người hiểu đơn giản là list, có nghĩa là mọi người nhập danh sách khách hàng người quen vào đây. Sau khi nếu họ ký hợp đồng với mình thì họ trở thành khách hàng, thì mình chuyển đổi họ sang cái customer này và mình quản lý họ bằng các nhãn này. Và đi kèm với nó sẽ là các tác nhắc công việc, tức là hôm nay, ngày hôm nay là đang nhắn tin với họ về mở đã OPP hay như nào đó, thì mình sẽ có cái tác này đó. Thì đấy là nó có những cái phần như vậy. Thì ở đây cái file này ấy, sau này sẽ chuyển hết cho anh em. Cái file này sẽ chuyển bởi vì nó mình đã làm chi tiết một số cái phần hướng dẫn rồi. Mình đã làm hướng dẫn rồi. Thì ở đây này, ở trong cái phần mà My Business này, mọi người có nhìn thấy toàn bộ cái màn hình xe không nhỉ? Nhìn thấy toàn màn hình xe đúng không? Ok. Thì mọi người ở cái phần số 2, mọi người nhìn thấy mình đã đánh dấu số 1 và số 2 đúng không ạ? Số 1 là bạn có thể sửa thông tin về doanh nghiệp của bạn tại đây. Còn số 2 thì bạn có thể gửi cho số điện thoại, email, cho phone. Nếu mà phone number là số điện thoại mới, ví dụ như là một cái contact của mình hay một cái thông tin của mình có thể gửi cho một số điện thoại mới. Hoặc là email, hoặc là trong danh sách lead customer, khách hàng tiềm năng mà đã có sẵn trong danh sách. Nên nó rất là tiện lợi trong cái mà nó lại đơn giản nữa. Cái quan trọng nhất là nó cực kỳ đơn giản và focus vào đúng cái thứ mình chỉ cần thôi, nó không hơn không kém. Thế thì ở cái phần mũi tên mà mình đến mỗi một cái phần mà nó hiện màu đỏ đỏ và có mũi tên, mọi người để ý này. Thì đây sang cái phần là lead. Vậy thì khi mà ban đầu nhập danh sách hàng quen thì mọi người thấy này, chúng ta cũng nhập là họ và tên khách hàng này. Mình cũng đã tạm thời là
biên dịch ra đây để trong trường hợp một số anh chị em nếu như có khó khăn trong cái việc là nhìn tiếng Anh, bởi vì nó những cái từ tiếng Anh nó cũng rất là, bản thân Dung cũng là cái người cũng không thông minh tiếng Anh cho lắm, chưa thông minh tiếng Anh cho lắm, nhưng mà mình cũng cảm thấy là dùng cái này rất là dễ dàng. Thì là tên công ty, thì bản thân cái phần tên công ty ấy, thì mình đang dùng là tên khách hàng tiềm năng, còn company có nghĩa là công ty, nhưng mà mình thì dùng nó với để ghi nguồn người quen ấy theo cách hiểu của mình. Ví dụ như là khách hàng thì đôi khi đến sẽ từ nguồn là làm chung với mình ở một công ty nào đó thì mình ghi từ nguồn đó, hay là khách hàng đấy ngày xưa học cùng trường cấp 3 mình sẽ ghi cái học chung trường cấp 3 thì mình để có cái nguồn. Còn add phone đây thì ghi số điện thoại, và bạn có thể add rất nhiều số điện thoại của khách hàng đấy. Còn email thì cái này chắc là anh em mình ít dùng. Địa chỉ thì ghi theo tỉnh thành. Ví dụ như Anna bây giờ về địa bàn tỉnh thành là Anna có nhiều địa bàn tỉnh thành. Vậy thì khi quản lý theo địa bàn tỉnh thành thì cái việc này nó cũng thuận lợi. Thế còn cái sinh nhật thì đương nhiên là với tiềm năng thì mình chưa biết ngày sinh nhật. Nhưng mà rõ ràng với cái khách hàng mà đã ký với mình hợp đồng rồi ấy, thì mình biết cái ngày sinh nhật của họ, thì đôi khi chúng ta gọi là chúng ta kết nối với nhau những cái ngày lễ quan trọng của nhau thì cái này nó cũng rất là quan trọng. Đấy là cái phần lead. Sang đến cái phần thứ hai là vào phần chi tiết của một khách hàng thì mọi người sẽ thấy này. Đây là một chi tiết của khách hàng, mọi người nhìn là sẽ thấy là ở trong cái một cái khách hàng được mình nhập là tên là Đinh Thị Thu Trang này, thì khi đấy ở trong cái nhãn label mình ghi là phụ nữ này và đã mở mã số này, và ở trong cái phần mà mọi người ghi đó, đây là hóa đơn được tạo từ đây, tức là ở phía này nó cho phép mình tạo ra một cái hóa đơn như thế này, mọi người có nhìn thấy không ạ? Và sau đó mình chỉ ấn send một cái là qua Zalo, hình ảnh cái này cũng đúng easy phọc như thế này, nó đẹp đẽ đúng như thế này, và tạo trên đấy nó cũng đơn giản vô cùng, nhưng mà cái bản mà gửi đi thì nó được đẹp đẽ như thế này. Tức là đôi khi chúng ta cũng nhắn tin ấy, siêu vitamin T chị dùng thế này nhé, và cuối cùng xong nó tin nó trôi đi mất. Thế nhưng mà khi mà tạo từ cái này thì nó ra một cái file như này, nó có logo của mình nhá, rồi là có địa chỉ, số điện thoại của mình nhá, rồi có những thông tin của mình, rồi mọi thứ nó đơn giá rất rõ ràng, rồi mình còn dặn dò được khách hàng nhá, ví dụ em dùng trà tê thì nhớ ở trà nhà nhé, vì sau 4 tiếng sẽ có hiệu nghiệm đấy, nó cần nhập sinh gấp em ạ. Đấy, beauty box thì một ngày sau buổi tối, rồi là siêu vitamin em uống một gói buổi trưa sau ăn, cảm ơn em nhé, ví dụ như thế. Và cái ngày nó ghi lưu luôn cái ngày đấy. Thế thì sau này ấy, cái việc là mình chăm sóc lại họ là mình có thể chăm sóc lại họ, thì đấy là chi tiết một phần. Thế còn phần nhãn, cái phần nhãn này là mình rất là thích này, mình thích nhất cái phần nhãn này, phải nói thật là mình thích nhất cái phần nhãn này. Khi mà dùng ấy, ví dụ nhá, khi đấy mình tạo cái nhãn này, các bạn thì tạo theo nhãn của các bạn, ví dụ như là giáo viên chẳng hạn, mình sẽ tạo ra phụ nữ chẳng hạn. Giả dụ như là lúc nào mình chạy một số cái dòng sản phẩm mà mình thấy nó đang hot dành cho dạng phụ nữ, thế mình chỉ ấn vào cái nhãn là phụ nữ thì nó ra toàn bộ khách hàng về phụ nữ, ấn vào nam giới. Cái này là mình có thể tùy nghi mình tạo ạ, vì đây là những cái nhãn mà Dung đã tạo, thì là mình ấn vào cái nam giới thì nó sẽ ra toàn bộ khách hàng nam giới. Và ấn vào giáo viên, giả dụ như đến ngày 20 tháng 11 đến nơi rồi chẳng hạn, thì mình biết là trong cái phòng đối tác mà mình khách hàng mình đang follow ấy có bao nhiêu người làm giáo viên chẳng hạn, thì mình sẽ vào đấy để mình follow họ, ít nhất là mình gửi tin nhắn để mình chúc mừng họ, mà không sẽ không bỏ sót vào hai. Hoặc là cái người nào mà đang tiếp xúc mình cũng ấy vào đây, hoặc là cái người nào đã mở mã số thì mình follow tiếp, hoặc cái người nào đã dùng sản phẩm, người nào mình đã OPP thì mình cũng đưa vào đây. Thì mình đây là, hoặc là khách hàng tiềm năng, họ mới chỉ tiềm năng mà mình chưa có tương tác gì thì mình đưa vào đây. Và những cái nhãn này ấy, mọi người có thể phân loại, nó giống như tạo các folder ấy, nó thoải mái, rất là thoải mái. Thì đấy là cái phần nhãn để phân loại cái người quen của mình. Ở cái phần setting ấy, phần setting này tức là khi mình cài đặt ấy, thì nó cho phép mình có thể đưa logo vào. Ví dụ như cái phần đây, mọi người thấy là logo business profile, thì mình có thể đưa cái tên nhóm mình ở đây, đưa logo, đưa bạn mọi người thấy là website, rồi là địa chỉ của mình, rồi là số điện thoại, rồi email, rồi các thứ, thậm chí là cả WhatsApp của mình có thể đưa vào được. Ở đây nó có một cái phần mà mình cảm thấy là rất là hay. Ví dụ như khi cài đặt vào cái phần mà hóa đơn ấy, thì mình chú ý là đưa cái phần tax rate này, cái phần thuế này, đưa về 0, đưa về 0%. Thì khi đấy thì nó sẽ không hiển thị. Và cái phần footer text này này, giống như cái hóa đơn vừa rồi ấy, mọi người nhìn thấy là mình có để cái phần đây này, ví dụ như S69 hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh, là cái phần footer text này là mình đầy điền vào đây này. Và phần logo đây, cái phiên bản này mình đã mua, cái này là mua một năm thì nó rơi vào tầm khoảng 100, mua cả một năm, nguyên một năm khoảng 130.000 một tháng, còn nếu như mà mua lẻ thì là 230.000 một tháng, tức là mình mua lẻ nó cũng rất là rẻ, nếu mà trả cho một người trợ lý như thế thì quá xứng đáng á. Thì đấy là, ở đây nó có một cái phần mà mình cảm thấy rất là hay, đó là phần automatic text messaging, có nghĩa là gì? Ở đây nó có ba cái phần lựa chọn, đó là kết thúc một cuộc gọi với cái phần khách tiềm năng ấy thì nó sẽ tự động nhắn một cái tin để chăm sóc khách hàng. Cái này này, ba cái tin nhắn này là mình hoàn toàn có thể cài đặt cái nội dung được. Cái này rất là hay. Hoặc là một cái tin nhắn, ví dụ hình bình thường nhá, cái công việc chúng ta đang on để mà tư vấn ấy, nhất là có khi một cái cuộc ấy on để mà tư vấn cho khách ấy có thể là nó rơi tầm khoảng 30 phút, thì một cuộc gọi đến có thể là chúng ta bị nhỡ,
Thế thì khi nhỡ mà nó nằm trong cái danh sách mà khách hàng của leads ấy, thì tự động họ sẽ nhắn một cái tin đi là tôi đang bận hay gì đấy, thì cái này là do mình biên soạn. Hoặc là một cái tin nhắn dành cho nó phân định rất rõ là cái cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gọi nhỡ của khách hàng hay của lead. Khách hàng là những người đối tác mình đang làm việc rồi, ký hợp đồng rồi, mình có thể hiểu nôm na như thế. Còn nếu như vào phần từ lead thì đó là từ những khách hàng mới chỉ là tiềm năng thôi. Thì khi như thế là mình không bị nhỡ, mình không cho họ cái cảm giác là bị bỏ rơi quá lâu, thì cái việc đấy là cũng hỗ trợ cho mình. Và mình bản thân mình thì mình rất thích cái phần này. Thì đấy là phần cài đặt, rồi là cài đặt về mặt hóa đơn, hay là những cài đặt auto những cái text message, hay là những cái phần là cái phần mà khi mà call nó tự động nhắc nhở mình những cái nội dung mà khi mà mình cần chăm sóc, hoặc là cài đặt về cái việc là tin nhắn, ví dụ như là nó sẽ báo giống như tin nhắn điện thoại, là nếu như mà từ lead thì là một loại chuông khác mình có thể cài được, mà từ khách hàng để mình phân định ngay lập tức nghe tiếng chuông hay là nghe cái tin nhắn dung của mình, để mình đã phân định được đấy là để mình có thể lựa chọn nghe hay không nghe khi mà mình đang bận một cái gì khác. Có một cái lưu ý nó hơi đáng tiếc là cái app này thì mới chỉ có trên hệ điều hành Android. Hôm trước thì chia sẻ với lại ngắn với em Hoa với lại em Dung, thì em bảo thì em sẽ đổi sang điện thoại Android. Thì tại vì hôm đấy thì mình mới phát hiện ra là khi các bạn search trên hệ điều hành iOS thì nó chưa có. Cái này thì mới có trên Android thôi. Thì đấy là những cái phần nội dung mà nó rất là nhanh chóng để mình chia sẻ với mọi người. Cái file này thì mình sẽ gửi sang vào nhóm cho mọi người để mà mọi người có thể là xem lại. Tại vì nó rất là ngắn gọn như mình nói đấy, là nó rất là dễ dùng. Nó dễ dùng, nó hệt như cái quyển, nó hệt như những cái phần cấu phần của cái danh sách người quen của mình. Nhưng mà khi vào trong nhật ký, nó cho phép mình lưu giữ ở phần tag ấy, thì nó cho phép mình lưu giữ những cái chi tiết chăm sóc khách hàng đó. Đây là cái phần chi tiết của một khách hàng. Thì khi đấy các bạn nhìn thấy này, mình có thể ghi chú này, ngày 27 tháng 29 tháng 7 là bạn Trang này, hoặc những cái tính cách của bạn Trang như này. Bạn ấy đang có hai đứa con trai, một trai một gái. Bạn ấy đang học tiếng Anh và bạn ấy hàng ngày bạn có thiền, bạn dậy lúc 4:30. Thì mình biết cái thói quen của bạn ấy, xong là nếu như mình có thể bổ sung thêm những cái nhật ký theo ngày khác nữa, là cái bạn khách hàng đấy ngày nào mình gặp bạn ấy, hoặc mình đi ăn với bạn ấy, hay là mình nói chuyện với bạn ấy về vấn đề gì, thì nó nốt hết ở trong cái khách hàng đó. Thế sau đấy nếu mà mình có hẹn với bạn là thứ năm tuần sau, thì ở trong cái phần chuông đỏ mọi người nhìn thấy này thì mình có thể là add những cái lịch như thế, và khi đấy nó sẽ nhắc mình thì nó sẽ rất là tiện. Nhưng cái chính ấy là trong cái danh sách người quen nó không cho phép mình lọc ra khi mình cần lọc ra toàn bộ những khách hàng là phụ nữ. Cái đấy là mình thích phụ nữ để mình vào mình chăm sóc, hoặc là nó cho phép mình lọc ra những khách hàng toàn đàn ông để mình đi mình định chào cái sản phẩm, ví dụ như Menbox chẳng hạn. Ví dụ như vậy chẳng hạn, thì mà thực sự là mình thấy nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với lại cái danh sách người quen kia. Và một cái nữa mình nhấn mạnh là nó cho phép mình lưu trữ được cái tiến trình là chăm sóc cái khách hàng của mình. Bởi vì rõ ràng follow một cái khách hàng ấy, thì các bạn cũng thấy là để chuyển đổi một cái khách hàng tiềm năng để sang làm một cái khách hàng ký hợp đồng với mình, thì nó là một cả một cái quá trình và tiến trình. Nó không thể nào mà chỉ có mỗi là tiếp xúc lần 1, lần 2, lần 3 như trên cái quyển danh sách người quen được, mà có thể nó sẽ là N lần. Và cái N đấy thì cũng không biết rồi ạ. Không gì đấy. Thì đấy cũng là chính là những cái phần mà mình đã chia sẻ. Còn nếu như mà mọi người mà dùng mà cảm thấy có cái gì mà chưa hiểu, thì có thể lúc nào đó mà mai mà mình có thời gian chủ nhật ấy, thì mình có thể quay cái màn hình mà mình dùng ấy, thì mình có thể hướng dẫn thêm mọi người cái đấy nữa. Tại vì mình thấy nó đơn giản lắm, nhất là mọi người cài, mọi người mang về dùng ấy, thì mọi người thấy nó đơn giản cực kỳ luôn. Có anh chị em nào hỏi hay là chia sẻ đây là không mình ạ? Tải trên app về hả, thì Dung ơi? Dạ vâng, đúng rồi anh. Mình tải. Mình có cái danh sách khách hàng ở cái file Excel ấy, mình có tải lên được không? Hay là mình phải... Dạ được, anh ấy, nếu như anh mua cái bản mà mua của nó thì là anh có thể up lại được, anh xuất được, anh import được. Dạ vâng. Chị Dung ơi, cái này mình có trên PC không chị? Cái này không có, chưa có trên PC, cái này chưa có trên PC. Và đặc biệt là nếu mọi người vào cái phần quảng bá của nó, thì là cái này ấy, nó đặc biệt là thiết kế cho những cái khách hàng cá nhân, chăm sóc khách hàng cá nhân. Và nó phát triển là nó dùng cả cái phần gọi là trí tuệ AI để sau này để phát triển cái phần mềm này, nên là nó sẽ rất, mặc dù nhìn là nó rất là đơn giản, nhưng khi dùng ấy thì nó rất là cực kỳ là tối ưu. Nên là mọi người hãy trải nghiệm. Đúng với những cái gì mà bên em cần đấy thì luôn có tuyệt vời luôn. Dạ vâng. Cái này mình mua 1 năm ấy thì là 1 triệu mấy nhỉ? 1,6 triệu anh, tính ra là khoảng hơn 100 ngàn thôi. Hơn 100 ngàn thôi. Dạ vâng.
Không, mình mua thì đăng ký qua qua Thi Dung phải không em? À, không 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 không, trên phần mềm trực tiếp luôn chứ Thi Dung không có bán phần mềm này nha. Ok. Thi Dung ơi, chị dựng share màn hình đi. Có gì mọi người hỏi chị. Ok. Đầu tiên là bao nhiêu số các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái trí tuệ tập thể quá khủng và chưa cần nói đến nội dung thế nào mà nhìn cái slide là quá chất thì giơ ngón tay cái. Quá tuyệt vời. Thi Dung rất là nhiều. Đấy, đẳng cấp của chuyên nghiệp mà làm truyền thông marketing để mà lấy tiền của người khác ấy là nó có cái slide đẹp thế đấy, thấy chưa? Cho nên là khi mà có chị Thi Dung về độ thì riêng về phần hình ảnh mà làm thế nào để mà có sự thuyết phục với những cái người mà khó tính nhất là chúng ta có rồi này. Với nữa là gì? Bản thân Anna là một cái người mà low tech, cho nên là Anna không có để ý đến những thứ này và thực sự rất là biết ơn chị Thi Dung. Anna đã cài ở trong điện thoại rồi và một lát nữa xong sẽ bắt đầu sẽ nghịch cái này. Đấy là anh chị em mình thích lắm, nhất là anh chị em mình mà ra cái bill á, à, thấy là ra cái bill gửi cho khách hàng đấy, đấy cho người chuyên nghiệp. Thế bây giờ anh chị em mình có hỏi gì thì mình hỏi đi. Chúng ta còn 11 phút nữa đấy. Ôi, chắc hỏi là cái phần mềm này chị mua bằng Visa á chị? Đúng rồi, nó kết nối trực tiếp với tài khoản Google của mình ấy, mình mua bằng tài khoản Visa của mình. Xong rồi mình mua trên app luôn hả Thi Dung? Dạ vâng ạ. Trong cái phần Android thì mình vào cái phần CH Pay của nó để mình mua. Thì khi mà mình mua, nếu mọi người mà chưa muốn mua ngay ấy, mọi người muốn trải nghiệm bản free của nó ấy, thì bản free của nó thì nó chỉ hạn chế mỗi là khi trên cái hóa đơn mình xuất ra ấy, thì nó thêm logo của nhà app. Đấy là điều đầu tiên. Thêm nữa là mình không thể add cái phần logo như mọi người thấy là cái logo của Siberia lên để nhìn cho nó chuyên nghiệp được, là cái thứ hai. Thêm thứ ba là những cái phần auto chăm sóc tự động ấy, ví dụ như mình muốn là sau khi kết thúc một cái cuộc gọi với lead thì ngay lập tức nó tự động, chứ không phải mình nhắn tin, nó tự động nhắn một cái tin là cảm ơn ngày hôm nay bạn đã lắng nghe tôi hay gì gì đấy. Đấy, ví dụ như là nó sẽ tự động như thế cho mình thì nó mình cũng sẽ nhàn đi rất là nhiều. Thì những cái tự động đấy thì bản free nó sẽ không có. Bạn cứ hình dung nhá, một ngày ví dụ như Anna bảo có một ngày Anna gọi điện cho 50 người đi, nhưng mà sau mỗi một cái đấy lại ngồi pập nhắn tin, nhưng mà bây giờ mình cài tự động cứ kết thúc nếu nó nằm trong list thì nó ngay lập tức mình kết dừng cuộc gọi đấy thì nó auto nó sẽ nhắn tin. Auto sẽ nhắn tin cảm ơn luôn. Đó. Thế xong nữa nhá, nếu mình cài đặt là sau 2 ngày, ví dụ như là trên một cái đơn hàng xuất bán đi mà mình đã tạo cái hóa đơn đấy cho một khách hàng, mà nếu như mình muốn tạo là sau 2 ngày mình phải gọi điện lại để hỏi thăm chị dùng ra làm sao, thì nó follow up tự nhiên nó nhắc mình bằng tin nhắn là hãy gọi điện cho chị Trang đi vì cái đơn hàng này. Đó. Thì các bạn thấy nó tuyệt vời như thế, nên mình còn nói với Anna là nó cái này nó dùng trí tuệ AI đấy, trí tuệ nhân tạo đấy. Nó đơn giản tại vì sao? Cái doanh nghiệp này ấy, thì người ta phát hiện ra là những cái nhà phát triển về phần mềm ấy, người ta tập trung quá nhiều vào doanh nghiệp lớn, và trong khi đó những cái nhà kinh doanh nhẹ, nhà cá nhân như thế này ấy, thì họ rất cần một cái app. Và thế nên là mà mình lại còn thấy rất là hay nữa cơ, nghề của chúng ta là nghề săn leader thì cái app này nó cũng tên là leader. Mình chẳng hiểu làm sao, thế nên là tại sao mình nói với Anna ấy, là mình cảm giác là cái này viết cho ngành kinh doanh hệ thống và kinh doanh đa cấp luôn á. Từ cái tên này cho đến tất cả những cái thứ mà để dùng á, mình thấy nó thỏa mãn tất cả. Đối với mình là mình thỏa mãn tất cả luôn, mình không chê trách nó một điều gì cả. Nó lại đơn giản đấy, như mình nói là dễ hơn cả ăn ốc. Còn đương nhiên giữa chuyện thích ăn ốc hay không ăn ốc thì đấy là do cái sở thích của mọi người thôi. Dạ, cảm ơn chị Thi Dung rất là nhiều. Đây anh chị em mình ạ, thì hôm trước thì Anna cũng có nói với chị Thi Dung thế này này, là thực ra chúng ta hướng đến ý, là một người chỉ bán cho khoảng 2 đến 3 khách hàng một tháng thôi. Thế mà ở đây thì cái phần mà quản lý khách hàng tiềm năng ấy, thì Anna thấy là đúng như chị Thi Dung nói, cái phần mà quản lý khách hàng tiềm năng ấy nó rất là hay. Và không có cái gì bằng tin ở mức độ trải nghiệm cả. Anh chị em mình hãy trải nghiệm nó để mình thấy rằng là mình hay nó ở như thế nào. Và bây giờ anh chị em mình có cần phải hỏi gì chị Thi Dung thì hỏi tiếp đi ạ. Mình hỏi tiếp đi. Tắt mic rồi Anna, tắt mic. Vâng ạ, em xong rồi, đang chờ mọi người hỏi chị Thi Dung. Chị ơi, em hỏi này, cái này có thể thanh toán qua Momo đúng không chị? Nó là một cái dạng có thể thanh toán online. Chị thì thanh toán bằng Visa, chị chưa kịp tìm hiểu là nó sẽ có thể thanh toán bằng Momo hay không, vì là cái tài khoản là Google của chị là để tự động thanh toán kết nối với tài khoản Visa của chị. Dạ vâng, để em nghiên cứu qua này. Em xin cái tên của cái phần mềm như là Laven phải không em? Cấp nào á Thi Dung? Lát nữa cái file mà PowerPoint mà vừa rồi Thi Dung trình bày và nó có hướng dẫn luôn chi tiết như vừa rồi mọi người thấy là sẽ gửi vào nhóm cho anh chị em nha.
Ok. Mọi người có thể ban đầu ấy, mọi người cứ nghịch cái bản free của nó đi. Cái bản free của nó cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Thực sự là như thế, nếu mà mọi người mà chưa muốn trả tiền cứ nghịch cái bản free vì nó cũng vẫn cho phép mọi người nhập đến 300 500 danh khách hàng tiềm năng thoải mái luôn. Chẳng qua cái phần mà auto gọi là nhắn tin với lại cái hóa đơn in ra nó có thêm cái logo của nó thì nó cũng chẳng đấy, với lại trên đấy thì mình không thể add cái logo của mình, còn tên họ của mình vẫn có bình thường. Tên nhóm tên nhất nó vẫn bình thường, nó chỉ không có cái logo Siri nhìn cho nó chuyên nghiệp thôi, với lại nó vẫn có gắn thêm cái logo của nhà app. Đó thôi, vậy thôi, chứ còn lại thì mọi người nghịch thì mình thấy là nó nghịch thoải mái đi, xong rồi cảm thấy nó thuyết phục rồi thì hãng mua. Với lại như mình ngày xưa ấy, thì mình có quan điểm là nếu mà trải nghiệm để thử một cái gì đấy mà 230.000 một tháng thôi nó cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả, cứ mua bản của nó đi mà nghịch cho nó thoải mái. Nếu mà cảm thấy không hài lòng ấy thì thôi tháng sau nếu hài lòng thì mình mua luôn cái bản một năm để mình mua giá rẻ ấy. Tại vì mua một năm thì nó sẽ giảm giá còn 1.600.000 nguyên năm thì tính ra đâu hơn 100.000, còn mình mua lẻ 230.000 đúng không ạ? Thế thì để mà trải nghiệm một thứ để cho nó biết ấy, 230.000 đâu có xá gì đâu đúng không ạ? Để cho nó biết nó sướng, thực ra là trải nghiệm sướng thật, sướng lắm. Đúng ra là không biết chưa biết cái này là dùng quá tốt luôn ấy, cái này là nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian. Trời ơi, đang ví dụ nhá, nhiều khi đi ăn phở ấy, tự dưng gặp một ai đó ngồi cạnh ấy kết nối được á, thậm chí đi Grab như sáng nay mình đi Grab kết nối được một cái người mà có thể điện chuyển đổi họ thành khách hàng của mình ấy, chả lẽ lúc đấy lại mà không mang theo sổ khách hàng danh sách khách hàng tiềm năng thì pập điện thoại là mình có thể được rồi này, đúng không? Thế nhiều khi như có đấy thì đấy. Mình thấy thế. Anh em thấy sao ạ? Anh em thấy sao ạ? Quá tuyệt vời. Chị ơi, em quá thích luôn. Chị ơi, nó trên iPhone nữa là tuyệt vời luôn. Siêu tuyệt vời. Ừ, đúng rồi. Thực ra là mình chờ đợi nó. Còn nếu như thực sự nó đáp ứng công việc như thế thì bây giờ một cái điện thoại Android nó cũng không quá nhiều tiền, mà bản thân những anh em mà làm chuyên nghiệp ấy, để theo đuổi một cái thì để mà mình sắm một cái mà gọi là 2-3 triệu, smartphone bây giờ có 2-3 triệu thôi à, để mình dùng cái này thì mình nghĩ cũng thỏa đáng mà. Bởi vì ở đây mình nhìn thấy ai cũng tạo điện thoại mà nhất là điện thoại pin bây giờ ra lại còn rẻ ơi rẻ nó cơ ấy, smartphone cái dòng rẻ không rồi. Ừ, đấy thì mình mua cái dòng Android đấy để mà mình dùng thêm cũng được mà. Mình thấy thế. Ờ, cô đang làm việc tẹo nha. Ok, mai mua điện thoại hai tay hai súng về nghiệp. Không, chị Trang Phạm ơi, chị dùng đi. Em nói thật với chị là nó nhàn lắm ấy, giống như là mình đang phải bồng bế mấy đứa con ấy, thì bây giờ mình chẳng phải bồng đứa nào luôn á, tại vì nó vẫn chỉ trên cái điện thoại này thôi. Thực sự luôn á. Tại vì chị mới được tặng một cái sim điện thoại số rất là đẹp mà chị chưa biết là như thế nào, cho nên sẵn tiện chắc là tạo luôn cái điện thoại hai tay hay sống thật. Mình mà nhanh nhất là Julie Trang Phạm truyền cảm hứng thế này thì anh chị em mình ngày mai ai mà dùng iPhone chuyển sang đang Android hết nhở? Là nhích nhờ, tức là nhích thôi đến nhà. Quỳnh Bông hôm nọ, Quỳnh Bông với Dung hôm nọ cũng bảo luôn là em chuyển điện thoại em sang Android. Không sợ tiền. Ok, nếu như mà không chị anh chị em nào không có anh chị em nào chia sẻ hỏi nữa thì là chắc là Anna chuyển sang cái phần kia đi để cho chúng ta cũng tiết kiệm thời gian. Cảm ơn Thi Dung nhá, tuyệt vời quá. Cảm ơn Thi Dung. Vâng, biết ơn chị Thi Dung rất là nhiều. Cảm ơn chị Thi Dung. Chúc chị anh chị em làm việc hiệu quả với cái phần chia sẻ của Thi Dung. Cảm ơn anh chị em. Anh chị em mình ơi, Anna nghe thấy có những gương mặt mới. Thì các gương mặt mới mình có thể bật mic để mình giới thiệu bản thân mình một tí nhờ, trước khi mà mình vào. Mình giới thiệu mỗi bạn khoảng 1 phút để giới thiệu bản thân mình. Ai là tư vấn viên mới lần đầu vào Zoom ạ? À? Bật mic và nói tôi. Mời Phan Duy Phương này. Thấy Phan Duy Phương. Như tin của Trang cũng có mắt bạn mới. Dạ. Trong lúc chờ mọi người trong team chị Trang thì Phan Duy Phương bật mic đi. Mic bật là góc trái bên dưới chữ MM chữ MUTE. À Phương không có mic à? Phương là tư vấn viên của ai nhỉ? Phương. Phương. Chị Hà anh ơi. À vâng ạ. Tướng của chị Hà trông tràn đầy năng lượng nhỉ? Hay quá. Thu Phương ơi, Thu Phương của nhánh chị Julie Trang Phạm ạ, mời Thu Phương bật mic. Ô, hôm nay có ly luôn này. Alo. Ô, hôm nay có ly luôn này. 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 Ô, hôm nay có ly luôn này.
Để mà mình để hai cái thiết bị gần nhau là nó sẽ bị hú đấy. À, Thu Phương nói là không mời Thu Phương, không nói, không nói chuyện được. À, Phan Duy Phương tắt bớt một, thoát bớt một thiết bị ra thì giao lưu được. Mời bạn. Mời Phan Duy Phương. Cái mic của anh đi. Nghe thấy được rồi đấy Phương ơi. Dạ, em xin chào Thủ lĩnh Anna và tất cả mọi người trên Zoom ạ. Dạ, chào em. Mình tên là Phan Duy Phương, mới được thu nhận cách đây mấy ngày. Từ team của chị Ngô Bích Hà. Dạ, quá hay. Welcome hai vợ chồng ạ, đúng không ạ? Vâng, dạ, hai vợ chồng, dạ đúng rồi. Dạ. Xin mời bạn Ngọc Phạm ạ, của nhánh chị Cách Nguyễn ạ. Mời bạn Ngọc Phạm, nếu Ngọc Phạm đang ở trong Zoom, Ngọc Phạm bật mic ạ. Ok, có thể lần đầu tiên anh chị em mình mở mic vẫn đang còn hơi lóng ngóng một chút thì đến một lát nữa mà mình có mặt ở trong Zoom rồi nhá. Rồi mình bật được mic rồi thì mình có thể trong cái quá trình này mình giao lưu. À, để Anna xin lỗi các bạn một chút. Rồi hôm nay phần của Anna trình bày á, là về phần về sơ đồ trả thưởng và chương trình xe hơi. Vì lần trước khi mà Anna trình bày về cái chương trình xe hơi thì có rất nhiều anh chị em mình bảo rằng là vẫn đang còn hỏi tiếp, tức là trình bày xong rồi vẫn inbox hỏi tiếp. Thế thì một trong những cái lý do mà chúng ta cần phải hiểu rất là rõ sơ đồ trả thưởng và chương trình xe hơi là bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta không phải là chuyên gia về sản phẩm mà chúng ta kinh doanh. Chúng ta là một doanh nhân, chúng ta kinh doanh cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và giống như chị Thi Dung vừa nói lúc nãy, mỗi một chúng ta là một cái doanh nghiệp. Mà mỗi một chúng ta ấy, chúng ta sẽ phục vụ này. Nếu bạn lên thủ lĩnh quốc tế thì béo nhất là bạn phải có 15 tướng đúng không nào? À, bạn phải có 15 cái người cực kỳ giỏi là tầng 1 của mình. Sau đấy bạn lại còn phải có cả thêm thông thường để có 15 người đấy thì bạn phải có số lượng mã số nhiều hơn. Số lượng mã số của bạn có thể là lên đến cả 100 người. Và với cả 100 người như vậy thì bạn không thể nào bạn có thể nhớ hết được cái ngày sinh nhật của họ chẳng hạn. Đấy thì mình có thể đưa họ vào cái phần mềm leader đấy. Sau đó rồi mình gắn nhãn của họ, đúng không? Thế thì rồi nữa là gì? Nhưng mà thực ra nếu mà so với các doanh nghiệp bên ngoài thì cái số lượng người mình phải chăm sóc trực tiếp là nó ít. Và sẽ có một số người tầng 2, tầng 3 mà bạn chăm sóc đặc biệt giống như là tầng 1. Thì mình cũng ghi vào đấy, mình cũng cho vào đấy. Thế thì mỗi một chúng ta cái số lượng người chăm sóc ấy thực ra nó ít thôi, nó không có nhiều. Và cả cái hành trình sự nghiệp này của mình ấy, thực ra mình không hề phải làm việc với quá nhiều người. Thế khi bạn hiểu rõ được sơ đồ trả thưởng thì bạn sẽ không bao giờ bị đi nhầm hướng. Và để mà bạn thu hút được những người cực kỳ mạnh thì bạn phải hiểu rất rõ về cái thứ mà mang tiền về. Khi bạn nắm trong tay rất rõ cái thứ mà tạo ra tiền thì có phải là tự động là cái lời bạn nói nó sẽ tự tin hơn không ạ? Và khi mà cái lời bạn mình nói tự tin hơn thì cái này chẳng qua là bài toán về mặt năng lượng thôi. Anh nào có năng lượng cao hơn đấy thì anh ấy sẽ là cái người mà dẫn dắt, đúng không nào? Và nữa là gì? Một khi mà chúng ta xác định rồi, chúng ta xác định rồi là suy đến tận cùng chúng ta tìm khoảng 15 người mạnh nhất để có 15 nhánh đi hết sơ đồ trả thưởng. Thế thì bây giờ để mà có 15 người như vậy, 15 người mạnh như vậy thì các bạn phải học đúng mỗi một thứ thôi là cái sơ đồ trả thưởng. Thì bao nhiêu số các bạn là nhất định là sẽ nhuần nhuyễn và trình bày nó trên một trang giấy thì giơ ngón tay cái. Yes, cảm ơn các bạn. Ở đây có bao nhiêu người đã tự tin rằng mình đã có thể trình bày được sơ đồ trả thưởng trên một trang giấy, giơ ngón tay cái. Đấy nha, để yên nha. Anh đang kiểm tra xem nào. À, cảm ơn các bạn. Có một số người chưa giơ ngón tay. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Thực ra thì Anna phát hiện ra rằng là riêng mà trình bày về sơ đồ trả thưởng này, ai mà trình bày mà càng máu ấy, thì cái xác suất mà mình thu hút được những cái người mà người ta hiểu về con số nó càng nhiều. Mà hiểu về con số xong thôi là các bạn hành động nó mạnh mẽ lắm. Và khi mà Anna hiểu về sơ đồ trả thưởng này, các bạn hình dung nhá, tổng số mã số của Anna đến bây giờ nó quãng chừng khoảng 70 cái mã số. Tức là Anna mở được khoảng 70 cái mã số tầng 1 từ khi làm đến giờ. Không nhiều. Nếu mà so với Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh mở tới
hậu thủ lĩnh cao cấp Hồng Hạnh ấy của đội Phạm Ngọc Ánh là mở tới 187 cái mã số. Mà Hồng Hạnh có 3 người chiến mạnh. Bạn ấy nói với Anna lúc bạn đi lên vị trí cao cấp, bạn nói rằng là em chỉ có 3 người thôi mà đã ra được cái thu nhập 187 triệu rồi đấy. Bạn hình dung không? Trong số 187 người, bạn ấy tìm được 3 người. Cái tỷ lệ của Anna thì là 70 người và bây giờ Anna đang có khoảng 25 người hoạt động. Trong số 25 người hoạt động đối tôi nhìn thấy tôi có khoảng 12 nhánh chuyên nghiệp rồi. Tôi nhìn thấy từ giờ cho đến tháng 12 là tôi có thê, có tôi có tổng là 12 nhánh chuyên nghiệp rồi. Thế thì cái mấu chốt nó nằm ở đâu? Mọi người hỏi tôi là chỉ cho chị cái cách để mà mình có thể làm được, chỉ cho chị cái cách để có thể chuyển đổi được đại bàng, chỉ cho chị cái cách để cái này cái kia. Cái cách ở đây á là hiểu rõ thôi. Mình cần phải hiểu rõ về cái việc mình làm. Có mỗi cái sơ đồ trả thưởng mình còn không trình bày được cho nó suôn sẻ mà bơm năng lượng vào cho nó máu lên ấy. Vì nhìn vào sơ đồ trả thưởng là nó sẽ rất là máu, các bạn không thể hình dung được đâu. Tại vì không có một cái công việc nào mà sau 1 đến 2 năm làm mà có cái thu nhập mà khoảng 700 triệu và quan trọng hơn là lấy hết tất cả những cái tổng phần thưởng trị giá là khoảng 15 tỷ. Cho nên nói đi thì nói lại, sơ đồ trả thưởng là các bạn phải nắm rõ bao nhiêu trong số các bạn muốn rằng là cái thời điểm mà gần 1 năm các bạn làm xong các bạn nhìn thấy được 12 nhánh chuyên nghiệp thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi vào sơ đồ trả thưởng. Đó. Sơ đồ trả thưởng. Trong cái sơ đồ anh chị em mình muốn nhìn hết cái màn hình nhá. Cái góc mà có 5-7 cái màn hình người xem ấy, anh chị em mình thu hẹp lại. Thu hẹp lại còn cái chỗ nhỏ nhất ấy là không thấy. Không thấy người nữa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có tổng cộng là chúng ta sẽ có 8 cái vị trí của nhà tư vấn và có 6 vị trí của thủ lĩnh. Thế 8 vị trí của nhà tư vấn là gồm có những vị trí nào? Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. K1 là 100 điểm. Thì ở đây là cái file này là cho chị két chị làm. Chứ không thèm ghi cái 100 điểm vào luôn. K1 là 100 điểm. K1 là 100 điểm. Thế khi mà mình lên vị trí K1 ấy, thì là mình bắt đầu vào sơ đồ trả thưởng là 100 điểm. Sau đó đến K2 là 300 điểm. K3 là 500 điểm. Cứ như thế lên đây là tổng là 8 vị trí của tư vấn viên. Thực ra ấy, việc của chúng ta luôn luôn là làm việc trong 8 vị trí của tư vấn viên này, chứ không phải làm việc ở các vị trí của leader đâu. Chúng ta luôn luôn phải làm việc trong 8 vị trí của tư vấn viên này. Và 100 điểm tương ứng là 2,6 triệu. Rồi ở cái này là cái mức mà tối thiểu mà một tư vấn viên cần tiêu thụ được. Đây là cái mức tối thiểu mà một tư vấn viên cần phải tiêu thụ được. Tháng 3, tháng 2, tháng 1. Anna tắt mic của các bạn nhé. Thế thì ở đây là cái mức hoa hồng. Cái mức hoa hồng tương ứng. Và công ty sẽ trả 37% của cái doanh số bán buôn cho các cái vị trí từ bạn trở xuống. Thế thì cái doanh số bán buôn ở đây là bằng điểm mà nhân với 10.000 đồng và nhân với phần trăm. Thì nó sẽ ra cái hoa hồng là cái phần tiền mà chuyển vào tài khoản của chúng ta ấy. À, cái này thì ở trong sơ đồ, ở trong buổi OPP dạo này mình nói rất là nhiều. Cho nên là nó cũng dễ thấm hơn. Đó. Thế thì đây là một cái cách tính hoa hồng. Việc của chúng ta là đã có máy tính rồi nhưng mà chúng ta phải biết cách tính hoa hồng. Bởi vì gần đây nhá, có một leader nói với tôi thế này này. Thì mình thôi mình giấu tên của leader đi. Một leader nói với tôi rằng là tại sao mà một bạn khác được tận như kiểu được tận 8-9.000 điểm mà bạn ấy chỉ được có 2 triệu thôi. Có một leader hỏi tôi như vậy và bảo là thế thì cái sơ đồ này nó khắc nghiệt quá. Thế thì tôi mới bảo thế này này, bạn đấy là bạn ấy có 8-9, bạn ấy có 8.000 điểm đi.
Nhưng bên dưới bạn ấy có một người làm 5.000 điểm thì cái người làm 5.000 điểm với người ấy làm nhiều hơn cái bạn ấy đúng không? Ví dụ như tôi với Quỳnh Hoa, tôi được 8.000 điểm tổng nhưng bên dưới tôi có Quỳnh Hoa được 5.000 rồi. Thế thì tôi cũng là tư vấn viên trưởng, Quỳnh Hoa vẫn là cũng là tư vấn viên trưởng. Đây, Anna nhìn, Anna so cái này để các bạn hiểu này. Ví dụ nhá, để các bạn có thể hiểu rõ hơn, vì hôm nay mình sẽ nói sâu một xíu những thứ mà Anna không nói trên video. Ví dụ bây giờ này, vị trí 5.000 điểm là tư vấn viên trưởng là một vị trí rất là quan trọng. Mà tư vấn viên cao cấp là 10.000 điểm. Thế bây giờ Anna ở đây, Anna là được 8.000 điểm nhưng bên dưới có bạn Quỳnh Hoa, bạn được 5.000 điểm. Thế thì bạn Quỳnh Hoa, bạn đi là tư vấn viên trưởng và Anna cũng là tư vấn viên trưởng. Thì từ Anna trở xuống được 25%, thì chỗ bạn Quỳnh Hoa này bạn ấy cũng được 25% rồi. Thì Anna sẽ không được hoa hồng từ nhánh bạn Quỳnh Hoa nữa. Nếu như mà mình ở cái vị trí là tư vấn viên thì nó sẽ y theo cái quy tắc như vậy. Nhưng mà Anna vẫn được 25% của tổng số còn lại, của những cái danh số nhóm còn lại. Thế thì mình chỉ được trên cái phần còn lại thôi, cho nên mình ít. Thế thì mình sẽ không được hưởng cái người đồng cấp của mình trong trường hợp mình từ K7 trở xuống. Trong trường hợp mình từ K7 trở xuống, tức là từ tư vấn viên cao cấp trở xuống. Còn từ cái vị trí chuyên nghiệp trở lên thì dù là đồng cấp chúng ta vẫn được. Nếu giả sử như bạn ở trên, bạn là nhà tư vấn chuyên nghiệp, bên dưới bạn cũng có một nhà tư vấn chuyên nghiệp, nhưng mà doanh số nhóm của bạn mà trên 8.000 điểm á, thì bạn vẫn được 3% cái doanh số của họ. Tức là mình vẫn được chứ không phải mình không được. Và cái này quy định rất là rõ. Còn nếu mà bạn được 20.000 điểm doanh số nhóm thì bạn được cả 7%. Thì đấy là cái cách mà mình, các leader ở đây mình hiểu về cái việc là nếu mình có một cái nhánh mạnh thì nó sẽ như thế nào, để cho mình có thể an tâm. Và khi mình phát triển lên vị trí là thủ lĩnh quốc gia thì như anh Phạm Hữu Minh á, anh Phạm Hữu Minh là luôn luôn có cái vị trí thấp hơn anh Trương Huy Cường. Thế nhưng mà anh Phạm Hữu Minh luôn luôn có khoảng 50 đến 70 triệu từ cái nhánh của anh Trương Huy Cường. Và sơ đồ giải thưởng đã tính hết cả rồi. Và khi mà đã tính như thế rồi thì bạn hoàn toàn có thể an tâm nếu có nhánh nào phát triển mạnh để cho họ phát triển tẹt ga đi. Thế thì việc của mình đơn giản là mình mở rộng hàng ngang nữa thôi. Còn điểm số hay gì đấy là họ đã phát triển tẹt ga rồi. Mình có thể tận dụng được nó thay vì là mình sợ hãi với cái việc là liệu mà mình có tiền hoặc là tư vấn viên của mình có tiền hay không. Đó. Và Anna xin được trình bày với các bạn về cái cách mình tính hoa hồng nha. Bây giờ như thế này, bên dưới bạn có 6 tổ chức A, B, C, D, E, F. 6 tổ chức này thì mỗi tổ chức này sẽ có từ bạn này trở xuống sẽ có rất là nhiều điểm, rất là nhiều người, chia ra mỗi người một ít điểm. Thế thì bạn tổ chức A này bạn ấy có 200 điểm thì gióng lên đây là bạn ấy chưa được phần trăm. Tổ chức B bạn ấy 800 điểm thì gióng lên đây là bạn ấy được 10%. Tổ chức C bạn được 1.800 điểm, gióng lên bạn ấy được 12%. Tổ chức D được 4.000 điểm, gióng lên bạn ấy được 19%. Tổ chức E được 8.000 điểm, gióng lên bạn ấy được 25%. Tổ chức F được 16.000 điểm, gióng lên bạn ấy được 31%. Doanh số cá nhân của bạn được 100 điểm nữa. Đây, bây giờ mình tính tiền xem. Đầu tiên á, để mà tính hoa hồng mình sẽ cộng tổng từ mình này, từ doanh số cá nhân của mình cộng với tất cả các điểm số này vào. Ra được 30.900 điểm. Thì cao hơn 2.000 điểm, 20.000 điểm rồi đúng không ạ? Mình bắt đầu sóng lên đây. Cao hơn 20.000 điểm tức là từ mình trở xuống được 37%. Từ mình trở xuống được 37%. Thế thì tổ chức A này bạn ấy được 0% thì mình hoa hồng tính theo từng nhánh. Thì mình sẽ được 37% từ cái tổ chức này. Tổ chức B bạn ấy được 10% thì mình sẽ được 27%. Tương tự như các tổ chức khác. Và mình sẽ tính hoa hồng theo cái công thức là bằng điểm nhân với một hàng số là 10.000 đồng, nhân với cái phần trăm hoa hồng tương ứng được hưởng từ nhánh đấy. Là nó ra số tiền. Đó, và cứ như thế cộng lại thì đây là số tiền của mình. Thế nhiều bạn thắc mắc là nếu bây giờ điểm bạn ấy chỉ được 8.000 điểm, cộng tổng lại từ bạn ấy trở xuống chỉ được 8.000 điểm. Ví dụ cái bạn này được 8.000 điểm đi, thì từ bạn này trở xuống, từ bạn E này trở xuống bạn được hưởng 25%. Thế thì để bạn ấy biết bạn được hưởng như thế nào thì bạn lại phải chia nhỏ cái tổ chức của bạn ấy ra.
xem cái người tầng 1 của bạn ấy được hưởng bao nhiêu. Lấy cái số 25% này trừ đi cái hoa hồng của người tầng 1 được hưởng là ra hoa hồng của bạn ấy. Đó. Nào, khi anh đã nói đến đây, bao nhiêu anh chị em mình có câu hỏi thì mình bật mic mình hỏi luôn. Hỏi để mình hiểu, thật hiểu nhá. Bởi vì thế này, bạn Hồng Hạnh ấy, thủ lĩnh cao cấp Hồng Hạnh, bạn ấy dừng ở vị trí nhà tư vấn chuyên nghiệp đúng 1 năm. Bạn ấy không lên tiếp được bởi vì bạn ấy không hiểu về sơ đồ trả thưởng. Thì do là mỗi người nói thì hợp nhau thì hiểu thôi. Thế thì bạn ấy không hiểu, cho nên bạn ấy không biết cách nào để bạn ấy nói với cái người bên dưới bạn hiểu. Bạn chẳng có cách nào để ra được chiến lược kinh doanh. Bạn có thấy nó thay đổi rõ rệt khi mà Hồng Hạnh nhìn thấy những cái thông tin mà Anna làm và bạn ấy áp dụng một cái, thì trong ngay liền kề cái tháng thứ 13 đấy, bạn ấy mở thủ lĩnh nhá, và bạn tạo ra được một nhánh chuyên nghiệp. Sau đấy tháng thứ 14, bạn ấy tạo ra tiếp được một nhánh chuyên nghiệp nữa. Tháng thứ 15 thì không, nhưng tháng thứ 16 bạn ấy mở thủ lĩnh cao cấp và mở trước Anna 1 tháng. Các bạn phải nhìn được cái gọi là cái sức mạnh của cái sơ đồ trả thưởng. Bởi vì mình không có cái đấy là mình không thể nào mình biết được mình có chiến lược để đưa tướng của mình là trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng gì để mà có thể lên được đâu. Đó. Và khi bạn dùng sơ đồ trả thưởng á, thì đảm bảo rằng là đội mà bạn về tầng lập tầng bộ của bạn toàn là tướng không, tức là toàn là leader. Và bạn để ý nhá, chúng ta đang có một câu thần chú là tôi hấp dẫn những người giỏi hơn mình, tôi hấp dẫn những người quyết liệt hơn mình, tôi hấp dẫn những người xuất sắc hơn mình. Và trong đội của chúng ta thì bây giờ càng về sau là càng xuất sắc hơn những người mà apply. Và Anna thấy rằng Anna có những cái người tầng 1 mà anh chị rất là xuất sắc. Thế thì ở đây là cái lý do, chúng ta hiểu về sơ đồ trả thưởng là cái lý do. Cho nên là ở trong sơ đồ trả thưởng của mình thì điểm doanh số cá nhân của mình được cộng vào tổng doanh số. Một số công ty khác điểm doanh số cá nhân của mình không được tính vào tổng doanh số mà phải được tính cho tầng trên. Nhưng ở đây chúng ta được tính vào tổng doanh số. Và cái tỷ lệ 40-60 là gì? Từ vị trí 20.000 điểm trở xuống là vị trí chuyên nghiệp thì mình luôn luôn phải duy trì một cái là doanh số nhóm phải bằng 40% doanh số tiêu chuẩn. Tức là sao? Giả sử Anna có chị Ngô Bích Hà, ví dụ này, tháng này chị Ngô Bích Hà mà mở thủ lĩnh cao cấp, là Anna muốn mở thủ lĩnh quốc gia thì Anna có những điều kiện sau này. À không, nói như thế này, nói trên cao quá, nó không đúng. À, bây giờ nói thế này đi, Quỳnh Hoa với Thủy, ví dụ giả sử nha, Quỳnh Hoa tháng này Quỳnh Hoa muốn mở vị trí nhà tư vấn chuyên nghiệp, thì Quỳnh Hoa bây giờ có nhiều nhánh, nhưng mà giả sử là nhánh của Thùy là nhánh mạnh nhất đi, ví dụ thế, thì nhánh của Thùy bao nhiêu điểm không cần biết, tất cả những nhánh còn lại của Quỳnh Hoa cộng lại nó phải bằng 40% của cái 20.000 điểm, tức là bằng 8.000 điểm, thì Quỳnh Hoa mới được là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn giả sử như Thùy là nhà tư vấn chuyên nghiệp 20.000 điểm mà Quỳnh Hoa chỉ có 5.000 điểm thì Quỳnh Hoa là vị trí nào hả Quỳnh Hoa? Đợi chị tí. Đúng rồi, Quỳnh Hoa mở mic. À, vị trí cao cấp. Bởi vì doanh số nhóm của bạn được khoảng bằng 40% doanh số tiêu chuẩn. Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Thế cho nên là người leader vẫn có thể có vị trí thấp hơn người tầng 1. Nhưng mà điều đấy không có ý nghĩa là người ta giỏi hơn hay là người ta ít giỏi hơn nha các bạn. Đơn giản là cái cách người ta nở thôi. Có nhiều người ấy hẹp mặt tiền nhưng mà nở hậu. Có những người thì nở đều, có những người thì nở mặt tiền nhưng mà hẹp hậu. Mình nói chung là mình không biết được. Cho nên là việc của mình là gì? Việc mình cứ là ai lên được là ủn mông ủng hộ cho lên tẹt ra, đúng không nào? Thế xong rồi dần dần mình mở hàng ngang là mình cân bằng lại ngay thôi mà. Bây giờ có anh chị em nào mình hỏi về chỗ này không? Không phải đâu, chị vừa mới xì mũi đấy. Có anh chị em nào mình có câu hỏi gì không? Chị ơi, chị nói chậm lại cái chỗ 40-60 đi chị. Ồ, Lâm Hoài Phong. Thế sao bây giờ em lại hỏi lại cái chỗ 40-60 này? Em đâu phải là tư vấn viên mới. Tháng này em mở vị trí K6 mà. Nào, mời Quỳnh Hoa nói lại cho Lâm Hoài Phong. Chị em cột trèo. Nhắm lại, nói lại cho Lâm Hoài Phong về cái 40-60. Nói chậm theo cách của Quỳnh Hoa nào. Tức là khi mà ví dụ như là Phong là muốn lên nhà tư vấn chuyên nghiệp đúng không? À, và bên dưới Phong là có Thương.
bên dưới phòng của Thương thì Thương là nhà tư vấn chuyên nghiệp, là có Thương còn đã có 20.000 điểm rồi, mặc định là nếu như bình thường là Phong cũng là 20.000 điểm mà Phong lên nhà tư vấn chuyên nghiệp. Thế nhưng với quy định của Siri đó là phải đảm bảo là quy tắc đó là 40 và 60, thì để mà Phong lên được nhà tư vấn chuyên nghiệp thì trừ nhánh của Thương ra thì Phong cần phải có thêm 8.000 điểm, tức là doanh số nhóm của Phong có 8.000 điểm cộng tổng lại là 28.000 điểm thì Phong mới lên được nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn nếu như Phong không đủ 8.000 điểm thì Phong không thể lên nhà tư vấn chuyên nghiệp mà chỉ có thể ở vị trí là tư vấn viên cao cấp. Đã hiểu chưa hả Phong? Dạ rồi. Rồi, rất chậm luôn. Dạ, ok ạ. Cảm ơn chị Bông. Cảm ơn Bông và cảm ơn Phong. Đây nha, mình để ý này, tức là tổng điểm của Phong lúc này sẽ là 28.000 điểm nhưng Phong vẫn là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn nếu như tổng điểm của Phong chỗ này mà Phong lại chỉ được bằng một lý do thần thánh nào đấy mà Phong lại chỉ được 5.000 điểm này, thì mặc dù tổng điểm của Phong là 25.000 điểm nhưng mà Phong không phải là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Đó, anh chị em mình hiểu chỗ này không ạ? Đấy là tỷ lệ 40-60. 40-60. Và từ K6 đến K8 là mình cần có cái 40-60 đấy. Khi mà lên thủ lĩnh ấy, cái vị trí thủ lĩnh là cái vị trí mà nó thách thức nhất. Bởi vì vị trí thủ lĩnh là trong cái tháng mà một người mở thủ lĩnh thì bên dưới họ phải support làm sao cho có một người lên chuyên nghiệp. Và tổng doanh số nhóm của họ phải bằng thêm 20.000 điểm. Tức là nhà tư vấn chuyên nghiệp với cái người thủ lĩnh cùng mỗi người làm thêm một cái phần 20.000 điểm. Cái đấy là cái thách thức đấy. Cái đấy là cái rất là thách thức với đa phần mọi người. Thế thì khi mình hiểu về sơ đồ trả thưởng, bạn sẽ không bao giờ để bạn rơi vào tình huống đấy. Đúng không nào? Nếu bạn hiểu về sơ đồ trả thưởng, bạn không bao giờ để bạn rơi vào tình huống đấy. Tôi lấy ví dụ nha. Vào cái thời điểm mà trừ trường hợp là đội của mình phát triển quá nhanh giống như là đội ở Đà Nẵng, thì tôi nói thật với các bạn là cái đấy là quá hiếm, chưa bao giờ có ở 40.000 người của S69. Thế còn nếu như bình thường khi mà Anna đi thì Anna luôn luôn tìm cách để mở luôn 20 cái mã số. Tôi nhìn rõ được cái sơ đồ trả thưởng, mình sẽ bị trục trặc nếu như mà có. Hồi đấy của tôi là có chị Kết và chị Lệ, hai chị rất là mạnh, lên bằng 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 luôn, và tôi cũng rất là lo lắng cái trường hợp là tôi sẽ như thế nào khi hai chị cùng lên chuyên nghiệp. Và vào cái tháng ấy mà tôi tính là hai chị sẽ cùng mở chuyên nghiệp ấy, là tôi đã phải làm doanh số nhóm của tôi là 20.000 điểm rồi. Đấy, vị trí thủ lĩnh là vị trí mà nó nặng ký nhất đấy các bạn ạ. Tôi phải làm doanh số nhóm của tôi 20.000 điểm. Và tôi liên tục mở rộng hàng ngang, tôi không bao giờ để cho cái việc mở rộng hàng ngang của tôi dừng lại được cái. Tôi hiểu được cái chỗ đấy. Cho nên là khi mà tôi mở thủ lĩnh cao cấp ấy, thì doanh số nhóm của tôi ấy là khoảng chừng bao nhiêu nhỉ? Trước khi tôi mở được thủ lĩnh cao cấp thì doanh số nhóm của tôi bao giờ cũng khoảng trong khoảng 40.000 đến 50.000. Và cái thời điểm tôi mở thủ lĩnh cao cấp, doanh số nhóm của tôi không đến từ nhánh chuyên nghiệp khoảng 65.000 điểm. Thế nên tôi không bao giờ tôi bị thiếu doanh số nhóm cả. Tôi không bao giờ để tôi rơi vào cái tình huống. Tức là tôi luôn đặt ra một cái mục tiêu như thế này. Cho đến khi tôi mở thủ lĩnh quốc gia. Thủ lĩnh quốc gia thì nó khó nói rồi. Nhưng mà dưới vị trí thủ lĩnh quốc gia, lúc nào cái doanh số nhóm của tôi cũng bằng tổng tất cả các nhánh chuyên nghiệp cộng lại. Và tôi đang làm đúng như thế. Thế thì với một số anh chị em mà mình có khả năng mở rộng hàng ngang này, bạn đừng bao giờ để cái gọi là mình cứ làm từ từ đi. Cái đấy nó sẽ làm cho bạn bị mất đà. Cái đấy bạn làm cho bạn mất đà. Trong kinh doanh, mất đà là cái mất mát lớn nhất. Một khi bạn đang có đà thì cho dù bạn có mệt đến mấy, bạn cũng phải làm căng hết sức tối đa. Bởi vì cái đà đấy nó làm cho cái doanh nghiệp của bạn phát triển. Cái năng lượng đấy nó làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển. Cho nên là bạn cần phải giữ đà. Ví dụ đội của chị Julie Trang Phạm, đội của chị Ngô Bích Hà bây giờ là đang có đà. Đội của Hiếu Dung, nhà tư vấn chuyên nghiệp mới mở là đang có đà. Đội của bạn Trang Đoàn là đang có đà. Và một khi đang có đà thì bạn phải mở rộng tối đa. Nói với người ta để cho người ta bằng hiểu cái sơ đồ thị trường. Thì tự động là người ta sẽ mở rộng được. Và việc của chúng ta là chúng ta hiểu rõ được cả cái 40-60 để mình nói trước. Và mình giải đáp được cái câu là đồng cấp thì sao? Đồng cấp thì tốt, không vấn đề gì cả. Đồng cấp có nghĩa là bạn đang có leader rất mạnh. Suy đến tận cùng bạn chỉ cần có 5 cái người leader mạnh như thế thôi là bạn đã mở vị trí thủ lĩnh quốc gia rồi. Thế thì nếu mà đồng cấp, cứ để cho họ đồng cấp.
Và việc của mình là gì? Tìm ngay ra những cái nhân tố mới, tìm ngay ra những cái nhân tố mới để mà mình có 5 người. Và tôi nhìn thấy đội hình của chị Hà bây giờ, là tôi nhìn thấy dàn leader của chị Hà là dư cho cái vị trí là thủ lĩnh quốc gia rồi đấy. Tôi nhìn thấy luôn rồi đấy. Thế nên là anh chị em mình nhá, hãy tập trung một cách cao độ để mở rộng. Và cái cách để bạn có thể mở rộng được là bạn hiểu về sơ đồ trả thưởng. Tiếp nhá. Thế đây là các vị trí thủ lĩnh này. Vị trí này thì nó dễ hiểu lắm ạ. Đây, thủ lĩnh là cái khó hiểu nhất, tôi đã nói với các bạn rồi. Lên thủ lĩnh cao cấp là 3 nhánh chuyên nghiệp cộng với doanh số nhóm là 10.000 điểm. Thủ lĩnh quốc gia là 200.000 điểm, 5 nhánh chuyên nghiệp. Chỗ này không đòi hỏi doanh số nhóm nữa, có thì có, không có thì thôi. Nhưng mà nói thế đã là một cái bẫy đấy. Nó là một cái bẫy để rất nhiều tụi nước ngoài á, nó lên đây nó không làm nữa. Tại vì nó không có áp lực mở nhánh mà. Nó không làm nữa cho nên nó cứ ở vị trí thủ lĩnh quốc gia ngoài. Không lên tiếp được. Thế còn á, tôi nhìn thấy một phát nữa là tôi đã xây đủ lực lượng. Tôi luôn luôn tìm cách xây đủ lực lượng để có nhiều hơn 15 nhánh chuyên nghiệp. Tôi luôn luôn tìm cách xây đủ lực lượng để có nhiều hơn 15 nhánh chuyên nghiệp. Cho nên chừng nào mà tôi chưa tìm thấy là tôi trong tay tôi có khoảng 25 nhánh chuyên nghiệp á, thì tôi chưa bao giờ tôi dừng lại trong cái việc mở ngang. Và đầu tôi luôn luôn, mặc dù là đợt này là cái tháng mà tôi đang có một mục tiêu là tôi mở vị trí thủ lĩnh quốc gia, cho nên tôi đang tập trung vào những cái nhánh lớn. Nhưng mà trong đầu của mình luôn luôn tự nhắc nhở mình là mình phải luôn luôn mở rộng hàng ngang. Không mở được 10 người nữa thì bây giờ mình cũng phải mở được 5 cái mã số. Cho nên bèo bèo cũng phải được 5 cái mã số. Thế thì các bạn càng hiểu về cái sơ đồ trả thưởng, các bạn càng hiểu được cái vai trò của một cái hàng ngang mạnh. Đó. Còn nếu mà mình mà không hiểu về cái sơ đồ trả thưởng ấy thì mình không bao giờ mình hiểu được cái lý do tại sao mình lại phải có nhiều hàng ngang như thế. Đúng không nào? Và đây là cái thu nhập. Đây là cái thu nhập. Nhưng trên thực tế này, ví dụ như Anna mở vị trí thủ lĩnh quốc tế vào tháng 3 năm 2021, ví dụ tôi làm được điều đấy, thế là trong vòng 1.5 năm tôi mở lên vị trí này thì tổng điểm của tôi nó cũng quanh quanh khoảng 500.000 điểm đến 600.000 điểm thôi. À, và lúc đó cái thu nhập của mình ấy có thể nó chưa được khoảng 600 triệu đâu. Nhưng anh Trương Huy Cường, khi mà anh ấy mở vị trí thủ lĩnh quốc tế, lúc đấy anh ấy có khoảng 5 triệu điểm. Thì cái tiền này của anh ấy này, nó nhiều lắm các bạn ạ. Nó nhiều lắm. Lúc bấy giờ tôi nghĩ là anh ấy chắc phải đâu đâu quãng chừng cỡ... Sibri là cái công ty đầu tiên ở thị trường Việt Nam mà tôi nhìn thấy là bạn chưa đi hết sơ đồ trả thưởng mà cái tiền bạn có đã còn nhiều hơn gấp đôi cái tiền ở cuối sơ đồ trả thưởng. Sibri là một cái nơi có khả năng cho người ta làm được cái điều đấy. Và anh ấy trong vòng 6 năm mở rộng được một hệ thống 5 triệu điểm. Bây giờ đang là 4 triệu rồi. Tháng này anh đặt mục tiêu là 4 triệu rưỡi. Tháng sau anh đặt mục tiêu, tháng 10 đặt mục tiêu là, tôi nghĩ rằng là quãng chừng phải như thế, quanh quanh gần 5 triệu. 5 triệu điểm là tổng doanh số nó khoảng 120 tỷ. Thế thì nói như vậy để cho các bạn có một cái hình dung là thời gian để càng lâu hệ thống nó sẽ càng nở ra và đấy tổng điểm nó sẽ tăng cao. Thế thì cái mấu chốt là bạn phải tìm được các nhánh, tìm được các nhánh chuyên nghiệp. Và khi bạn đang còn ở những cái vị trí mà từ thủ lĩnh trở xuống thì bạn đang có rất nhiều thời gian. Thế việc của bạn là phải mở rộng hàng ngang tối đa. Và bạn dùng cái gì? Bạn dùng chính cái sơ đồ trả thưởng này để bạn mở rộng. Và bạn dùng cả cái chương trình xe hơi để bạn mở rộng nữa. Thế bây giờ Anna sẽ nói một chút đến cái phần thưởng để bạn biết cái chương trình xe hơi nó nằm ở đâu. Chương trình xe hơi là một trong những chương trình rất là thông minh và chúng ta toàn đi PR cái xe hơi thôi. Đây nhá. Ví dụ như mà mình lên vị trí nhà tư vấn chuyên nghiệp, chỗ này mình có ô tô. Thu nhập của mình chỗ này nó quãng chừng khoảng 35-40 triệu thôi, nhưng mà mình đã có ô tô rồi. Ok chưa? Khi mà mình đi tiếp lên cái vị trí thủ lĩnh thì mình có được tặng là gì? Là 40 triệu chuyến du lịch. Khi mình lên vị trí thủ lĩnh cao cấp thì mình có 100 triệu cái chuyến du lịch, 100 triệu. Và bây giờ mình đã xin được một món là 200 triệu để sửa nhà rồi, mà đang chờ được Việt Nam mình cấp phép để tiền về. Khi mình lên thủ lĩnh quốc gia thì mình sẽ có cái Mercedes. Thì có một điều đặc biệt là hai cái ô tô này này bạn chỉ cần lặp lại 3 tháng thôi, tháng mở, tháng khóa, tháng duy trì là xong. Thế nhưng mà từ vị trí mà từ thủ lĩnh vàng quốc gia trở lên á,
đến thủ lĩnh kim cương và thủ lĩnh quốc tế. Thì ba cái vị trí này này là nó phải lặp lại 8 tháng. Nó phải lặp lại 8 tháng. Thế bạn có thấy không? Ô tô thì có rất nhanh. Bây giờ là trong cái lúc mà chúng ta đang có dịch bệnh như thế này thì bình thường á, Mercedes sẽ được trao trong kỳ đại hội thôi. Nhưng mà khi chúng ta có dịch bệnh như thế này thì cứ ai mà mở khóa duy trì là được nhận mẹc rồi. Không cần phải chờ đến kỳ đại hội. Đó. Và nếu các bạn mở vị trí thủ lĩnh quốc gia trong vòng 1 năm thì tập đoàn đã đồng ý cho thị trường Việt Nam chúng ta là chúng ta sẽ được tặng thêm 250 triệu tiền khởi động nhanh cho thủ lĩnh quốc gia. Và cũng đang chờ để tìm cách để tiền từ Nga có thể chuyển vào, bởi vì là luật của Việt Nam theo cái tỷ lệ 40-60 thì luật của Việt Nam chưa cho phép. Ở đây có ai biết về cái quy tắc, cái nghị định 40 của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc mà quy định về trả thưởng cho các cái ngành nghề liên quan đến ngành nghề network marketing ạ? Anh chị em nào biết mình có thể bật mic mình chia sẻ. Anh. Vâng ạ, mời anh Hào ạ. Anh biết sơ sơ. Biết thế nào? Cứ nói anh ạ. Theo như điều 48 của nghị định 40 năm 2018 về bán hàng đa cấp ở Việt Nam ấy, thì các doanh nghiệp đa cấp không được trả thưởng quá 40% doanh số của công ty đó. Thì anh hướng dẫn về cái sơ đồ trả thưởng, anh cũng chỉ nói về câu một cái câu đó thôi. Dạ, cảm ơn anh chị em. Cảm ơn, à xin lỗi, cảm ơn anh Hào. Bị nhịu. Vậy bây giờ nhá, mình cứ hình dung thế này này. Theo các bạn, tổng những thứ gì mà hệ thống tư vấn viên của chúng ta được nhận Siri ấy là bao nhiêu phần trăm? Ai biết bật mic nói tôi. Nhà nước thì quy định là 40%, nhưng mà thực sự chúng ta được nhận bao nhiêu phần trăm? Đấy nha. Trước đây cái quỹ sức khỏe của chúng ta là trả bằng tiền. Cái quỹ sức khỏe mà 25% giá trước thuế tương ứng là 22,7% giá sau thuế. Cái đấy á, là chúng ta được trả bằng tiền. Thế nhưng mà khi mà cái nghị định 40 ra đời thì để hợp thức hóa chúng ta không thể trả được bằng tiền nữa. Cái phần 22,7% ấy là phần chúng ta được nhận kèm vào với cái 40%. Thực sự thì chúng ta, hệ thống của chúng ta chi trả rất là nhiều cho tư vấn viên. Thì bạn phải biết cái điều này. Và để bạn so sánh với một số những cái nhãn khác, ví dụ như là bên American Way, tính tổng ra một tư vấn viên chỉ được khoảng chừng quanh khoảng 20% thôi. Cho nên khi mà đi trên cái sơ đồ trả thưởng của họ để họ được có thu nhập mà 50 triệu ạ, họ phải cần khoảng chừng khoảng 4-5 năm. Thì mình không bao giờ mình có thể hấp dẫn được người mạnh về rồi bạn ơi. Tại vì mà 4-5 năm mà làm như thế thì người ta sẽ nói là cô số ơi, làm MLM này á, tiền về ít lắm, chậm lắm. Đúng không nào? Với nữa là gì? Có một số công ty khác thì họ chiết khấu hết tất cả. Không biết có Hiếu Dung nằm đây không nhỉ? Anh Hào ơi, ngày xưa Nusker chiết khấu tối đa là bao nhiêu phần trăm của những người mà mua 120 triệu ấy? Có ai biết không? Nó quanh quanh quãng trường khoảng anh gần không 60... nhớ nữa. Nó quanh quanh quãng trường khoảng gần 60%. Chứ mà nó chiết khấu hết ở dạng tiền. Cho nên nó tạo ra thành một cái gì ạ? Nói chung là hơn CBD. Dạ, đấy là hơn là gì ạ? Hơn là hơn về cái phần là cái phần chiết khấu. Và chính bởi vì cái phần đấy mà ở bên đấy họ bị bán phá giá rất là nhiều. Sao ạ? Ai đang hỏi Anna đi ạ? Chị đổi mạng lên bên, chị muốn ra bên ngoài. Chị hơi yếu, mạng của chị hơi bị yếu lên giật lắm. Được không chị ạ? À thế à? Sao đi cả nhà? Được hơn không ạ? Hôm trước chị có nói chuyện với một bạn ở bên Nu Skin á, thì thấy bạn ấy nói là tổng Nu Skin trả về tổng khoảng 43-45% á nè. Cái chiết khấu của họ cao lắm chị. Đó cũng là leader. Ừ, nhưng mà khi tổng về mà mình tính ra thì khoảng 43-45%. À. Bạn đó cũng là một leader của bên Nu Skin á. Đúng lại là tiền đấy. Nên là bạn khi mà bạn nghe cái tổng trả thưởng của mình thì bạn nói là sao bên mình lại cao như vậy chứ bên Nu Skin thì không cao được như thế. Bạn cứ hình dung nhá, theo đúng một cái sơ đồ kinh doanh thì chỉ sợ là cái người mà tức là cái người chủ tạo ra công ty ấy, cái người đấy họ tham hay là họ không tham. Nếu mà
đúng ra trong marketing á, thì khoảng 60% sẽ thuộc về marketing, 20% sẽ thuộc về sản phẩm, 20% sẽ thuộc về quản lý vận hành. Thế thì chúng ta hình dung thế này, chúng ta là nằm ở mắt xích nào ạ? Chúng ta là nằm ở mắt xích marketing. Cho nên là tổng hệ thống phân phối chúng ta được khoảng 60% là đúng rồi. Còn chỉ là chúng ta chia ra thành các phần khác nhau thôi. Thế thì bạn cũng nhìn thấy đấy, chúng ta có phần thưởng ô tô, chúng ta có phần thưởng Mercedes, chúng ta có phần thưởng du lịch, chúng ta có phần thưởng bất động sản, chúng ta có phần thưởng nhà biệt thự ở Hy Lạp. Và khi chúng ta có nhiều những phần thưởng như vậy thì nó là một trong những thứ kích thích. Bởi vì trên thị trường không có ai có những phần thưởng đấy cả. Mấu chốt là ở trên thị trường bây giờ chẳng ai mua xe cho cả. Và xe ô tô của Siri lấy cực kỳ dễ các bạn nhé, bởi vì cứ thu nhập có 35 40 triệu là đã lấy rồi. Chứ không phải bên kia nó là những cái vị trí mà thu nhập quá cao thì làm sao mà lấy được. Còn ở đây là gì? Ô tô của chúng ta là một công cụ marketing. Ô tô là một công cụ marketing, là một cái thứ mà người ta sờ vào được, các bạn phải hiểu rõ cái này. Thế thì thực tế ra cái sơ đồ trả thưởng của mình nó chỉ có như thế thôi. Nó không có gì phức tạp cả. Bao nhiêu trong số các bạn đã nắm được đến khoảng 70% về sơ đồ trả thưởng? Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn. Còn đã có những người mà mình nắm rất là nhuần nhuyễn về sơ đồ trả thưởng rồi, đúng không nào? Mình đã nắm rất là nhuần nhuyễn rồi. Thế thì không có lý do gì mà mình không dùng cái này để mà mình đưa ra một bức tranh lớn. Hãy nhớ là đại bàng họ về ấy là vì họ nhìn thấy bức tranh lớn. Không phải là vì họ nhìn thấy rằng là bạn có ba cái cách để bắt đầu combo từng này điểm, combo từng này điểm, combo từng kia điểm. Không, đừng có đi theo cái cách đấy. Tôi có nhắc chúng ta rằng là có phải là mình gieo, mỗi người mình gieo một kiểu nhá. Anna chỉ có một kiểu gieo. Nếu như bây giờ cái dàn tầng 1 mà gọi là cái dàn tầng 1 làm việc ấy, thì tôi chỉ thua mỗi của anh Trương Huy Cường thôi. Thế thì bây giờ tôi muốn nói với các bạn một cái cách làm để mà các bạn có thể phát triển được, chả bao giờ phải lo nghĩ cả. Nếu thực sự bây giờ thu nhập của mình á, mà khoảng trên 200 triệu rồi, bạn không bao giờ bạn phải lo nghĩ cái gì nữa cả. Có ăn hết cái số đấy đâu. Thế mà để mình có thể phát triển tiếp được thì mình phải nhân bản cái đấy ra cơ, cái cảm giác đấy nó mới sướng. Mình nhân bản cái đấy ra cơ, nó cái cảm giác đấy nó rất là đã. Lúc bạn làm được rồi, bạn sẽ mong muốn là có nhiều người trong đội của bạn phải làm được. Và chỉ có một cách thôi, mở rộng hàng ngang tối đa. Luôn luôn phải là mở rộng hàng ngang tối đa. Luôn luôn phải là mở rộng hàng ngang tối đa. Lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện mở rộng hàng ngang. Khi mà tổng số hàng ngang của bạn chưa được khoảng 20 người làm việc nhá, mở rộng tiếp cho tôi. Mở rộng bao giờ? Cho đến khi mà tổng cái số phát sinh mua hàng của bạn khoảng 20 người. Đó. Hãy luôn luôn nhớ cái điều đấy. Không bao giờ được dừng lại khi mà tổng cái số đấy. Và khi mà trong một buổi trò chuyện thì anh Cường anh mới hỏi tôi là theo em làm thế nào để một người phát triển được mạnh và một người không phát triển được mạnh. Tôi có nói với anh ấy là nó nằm hết ở cường độ và tốc độ thôi. Tức là nó chẳng có bí ẩn gì đây cả. Sơ đồ trả thưởng là như thế, rất là dễ hiểu. Chẳng giới hạn chiều sâu, cũng chẳng giới hạn hàng ngang. Khi mà bạn đi lên cái vị trí từ thủ lĩnh trở lên á, thì bạn sẽ còn có gọi là hai cái cách tính hoa hồng. Một lát nữa Anna nói sơ qua cái đấy cho bạn. Thế nhưng mà nó cái điểm khác nhau nó nằm ở cường độ và tốc độ. Cứ cường độ và tốc độ và chơi thôi. Và thay vì là mình phải lo lắng trong cái việc tuyển dụng trong vòng cả 6-7 năm trời, bây giờ vẫn có những leader họ vẫn phải lo đến việc tuyển dụng hàng ngang. Ô tô là của bạn. Tên ô tô là phải là của bạn. Bạn là người làm hợp đồng với ngân hàng, là ô tô là của bạn nhé. Và bạn sẽ phải có khoảng quãng chừng từ 10% đến 20% để mà cho cái hợp đồng đặt cọc. Được chưa ạ? Sau đó rồi thì dựa vào doanh số tăng trưởng mà hàng tháng công ty sẽ trả cho chúng ta thêm một món tiền để trả góp cho cái ô tô. Rồi, ví dụ thế này, tháng này là tháng 9, bạn được 20.000 điểm, bạn được 21.000 điểm. Tháng 10, bạn được 24.000 điểm. Tháng 11, bạn được 20.000 điểm. Là tháng mở, tháng khóa, tháng duy trì. Họ sẽ lấy cái mốc tháng nào điểm cao nhất
trong 3 tháng này để làm mốc, tức là mốc ở đây nó sẽ là bằng 24.000 điểm. Thế ví dụ tháng 12 tổng doanh số của chúng ta là 30.000 điểm thì lúc này cái doanh số tăng trưởng sẽ là bằng 30k trừ 24k là bằng 6k điểm. Công thức tính tiền ô tô là bằng điểm mà nhân với 3.500 đồng trên điểm. Thế thì ví dụ mà mình có 6k điểm, mình sẽ nhân với 3.500 đồng. Anh nhân dùm Anna xem. 21 triệu à? Đúng rồi. Tiếp tục, tháng 1 năm 2021 tổng doanh số của bạn là 30.000 điểm thì bạn sẽ doanh số tăng trưởng của bạn sẽ bằng 0, tại vì bạn không có tăng trưởng doanh số tăng trưởng hoa hồng ô tô chỉ trả một lần. Ok chưa? Chỉ là bằng 0 thì không có. Đến tháng 2 năm 2021 tổng doanh số của bạn là 40.000 điểm thì cái doanh số tăng trưởng sẽ là bằng 40k trừ 30k và bằng 10k. Thế thì tiền của bạn tương ứng là bạn sẽ được khoảng 35 triệu. Tiền sẽ là bằng 10k điểm nhân với 3.500 đồng và bằng 35 triệu. Đấy là tiền tương ứng, tiền ô tô tương ứng. Ok chưa nào? Rồi, tiếp đến này. Khi mà bạn có nhánh chuyên nghiệp bên dưới bạn thì cái tháng mà họ mở nhánh chuyên nghiệp thì cái doanh số này vẫn tính vào doanh số tăng trưởng thì vẫn tính. Thế còn từ cái tháng mà họ khóa, từ tháng khóa thì doanh số đấy không được tính vào doanh số tăng trưởng của mình nữa. Bởi vì họ, cái người chuyên nghiệp bên dưới mình cũng chuẩn bị được lấy ô tô rồi. Khi Anna nói đến đây, bao nhiêu người đã hiểu rồi ạ? Giơ ngón tay cái ạ. Có anh chị em nào có câu hỏi mình hỏi ngay nhá. Cảm ơn anh chị em. Có ai có câu hỏi không ạ? Mình hỏi ngay đi ạ. Hỏi ngay đi, không có hôm trước dạy xong xong bắt đầu vẫn có người nhắn tin hỏi tiếp về chương trình ô tô, tôi cũng không hiểu nữa. Cho nên anh chị em mình hỏi ngay đi. Có ai có thắc mắc gì không ạ? Vâng ạ, mời anh Hào. Anh muốn hỏi là cái chương trình này nếu mà cái doanh số của mình mà đều đều ấy thì tổng thời gian bao nhiêu tháng là công ty trả cho mình nhỉ? Trả trong vòng 48 tháng hoặc cho đến khi mình mở thủ lĩnh quốc gia. Em lấy ví dụ nhá. Nhưng mà nếu mà 48 anh nếu mà 48 tháng mà doanh số được tăng trưởng của mình nó không đủ để trả hết ô tô ấy thì coi như mình sao? Được trả một phần. Thì coi như mình được trả một phần. 48 tháng là 4 năm rồi. 4 năm mà không lên được thủ lĩnh quốc gia nữa thì thôi. 4 năm cơ mà, quá lâu. Thế con, thế con cái chỗ mà 10-20% đặt cọc ấy thì là sao em? Thì mình đặt cọc, mình cứ đặt cọc thôi, nhưng công ty sẽ trả tối đa cho mình. Tối đa là cho đến khi anh lên thủ lĩnh quốc gia thì tối đa anh có thể nhận được khoảng 630 triệu. Tại vì mình cứ lấy giả sử là 20.000 điểm đi, mình lấy 200.000 điểm, mình trừ đi 20.000 điểm, đúng không? Tổng số tăng trưởng đấy là 1.800 điểm. Thì mình vẫn được khoảng 630 triệu. Hôm trước chị Kết chị có tính cho em một trường hợp thế này. Nếu có người mà họ lên 300.000 điểm, họ vẫn có doanh số nhóm nhưng họ chưa mở thủ lĩnh quốc gia, họ sẽ được nhiều toàn bộ cái ô tô của họ đấy. Đấy, nhưng mà ví dụ như tháng này chị... đi. Anh hỏi đi. Có nghĩa là mình vẫn phải bỏ 10-20% đó ra đúng không? Tiền túi của mình đúng không? Mình bỏ trước chứ không phải là mình phải bỏ ra. Mình bỏ trước sau đấy công ty sẽ trả hết cái ô tô cho mình cơ mà. Trả hết trong vòng 48 tháng hoặc cho đến khi bạn anh lên thủ lĩnh quốc gia. Với điều kiện là anh phải có mở rộng. Và cái ô tô của anh nó chỉ nên dưới 1 tỷ thôi, chứ còn Raptor của chị Kết mà tỷ tư ấy thì chịu. Không trả hết được con Raptor tỷ tư đâu. Tôi tính rồi, các bạn mua ô tô khoảng 700 thì được. Còn các bạn mua cái ô tô kia thì các bạn đi mà trả cái phần còn lại.
anh cũng tính mua xe cò thôi. Đấy, mua đắt to, mua bằng sứ cái Mercedes của nhà người ta rồi thì nó sẽ thế. Đúng không ạ? Thế thì mình hiểu không cái chỗ này. To thì lấy ai mà đẩy xe? Đắt to để xe tốt lắm anh chị em ạ, kéo xe ra khỏi vũng lầy rất sướng. Bây giờ nha, đấy là cái chương trình ô tô và bạn phải hình dung thế này này. Không có ở đâu có cái chương trình ô tô đấy như mình. Tại vì 20.000 điểm ấy nó dễ lắm. Nó không khó tí nào đâu. Nếu trong đầu chúng ta còn nghĩ vị trí chuyên nghiệp đấy là khó, chả bao giờ chúng ta đạt được cả. Vị trí chuyên nghiệp là rất dễ. Vị trí bây giờ nhá, chúng ta cứ hình dung thế này này.